Chào các bạn, Mai Quy xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cây lan kiếm. Thì lan kiếm thì mùa này là bắt đầu là mùa hoa của nó các bạn. Thì cây lan kiếm hiện tại giờ mình đang trước mặt bên đây là đang có giò bồng rất là đẹp như cái búp măng. Đây các bạn thấy nó rất là đẹp. Thì cây đang mình đang quay video trên tay đây là cây lan kiếm Thái Nguyên ha các bạn ha. Thì cây kiếm trắng Thái Nguyên này á, kiếm trắng Thái Nguyên thì nó là cái bông của nó là chủ đạo của nó là màu trắng. Các bạn thấy là khi mới ra cái chồi con, các bạn thấy là này cái nụ của nó thôi là nó đã màu trắng rồi đó. Tất nhiên ở trong nó vẫn có những cái điểm vàng điểm xuyến, nhưng mà cái chủ đạo của bông này là màu trắng nên mới gọi là trắng Thái Nguyên. Hồi xưa thì cái cây kiếm này rất là hot ha các bạn. Thì bây giờ mình cũng đã được nhân giống nhiều lên nên cái giá nó đang được giảm xuống. Thì hiện tại giờ cây nó chưa nở, nó mới chỉ ra những giò bông thôi, có nhiều giò hiện tại đang ra rồi. Thì sau khi nó nở bông thì mình sẽ quay tiếp một video và mình kết nối video này để cho chúng ta thấy là bông kiếm trắng Thái Nguyên nó nở như thế nào. Thì cái giò bông mà hiện tại bây giờ nó đang ra như vậy là giò bông rất là đạt. Đây là các bạn chú ý nha, đây là cái giò bông mà các bạn thấy có những cái hạt nước, đây là những hạt nước ngọt nha các bạn. Nó là mật ngọt, tức là cây nào mà đạt cái tiêu chuẩn á thì nó mới nở ra được cái nó có cái những cái hạt nước này. Thì cây đó đảm bảo sẽ nở bông cực kỳ đạt. Giò bông nào cũng vậy, nếu mà nở ra mà nó có được cái giọt nước mà nước ngọt á, các bạn nếm có thể nó thấy nó ngọt á, thì là đảm bảo các bạn là bông nó nở rất là đẹp. Và khi nước ngọt nó nở có thì thường là có con kiến nó sẽ bu lấy để nó ăn cái nước ngọt này để làm cho cái giò bông chúng ta nở đạt hơn. Chứ nếu mà con kiến mà nó không có bu á thì giò bông có thể nở bị méo mó dị tật, không có bung được, tại vì nước ngọt nó thành lớp keo, nó làm cho bông sẽ không nở được. Cần phải có côn trùng ăn cái lớp ngọt đó đi để cho cái bông nó nở đẹp hơn. Nhưng mà khi các bạn cây lan các bạn lên một cái chồi hay lên một cái giò bông mà các bạn thấy có kiến bu á, thì đảm bảo cái giò bông đó và cái chồi đó là đạt rất là tốt, tại vì nó có cái hàm lượng kali cao, nó tiết ra một cái nước để cho nó báo hiệu là cái giò bông là giò bông đạt chuẩn đó các bạn ha. Thì chúng ta thấy con kiến bu thì khoảng báo 4-5 ngày sau con kiến sẽ không bu nữa, thì chúng ta không nên đuổi kiến lúc đó. Nếu chúng ta đuổi kiến lúc đó thì giò bông chúng ta sẽ nở không có đạt các bạn ha. Đó thì đây giò bông này hiện tại cũng đã có 1-2 giọt nước thôi, nhưng mà đã hết rồi, cũng bớt nước rồi đó. Thì đang hiện tại nó đang nở rất là nhiều giọt kiếm nở, thì khoảng tầm 3-5 ngày nữa là giò bông này sẽ nở. Thì mình sẽ quay tiếp một cái video để cho các bạn xem ha, để chúng ta thấy bông kiếm trắng Thái Nguyên nở đẹp thế nào, mà lúc trước là có cái giá rất là cao. Nó tinh khiết, thường là màu trắng là tinh khiết, nhưng mà đây là màu trắng này tinh khiết thế nào thì mình sẽ quay video tiếp theo. Mong các bạn đón xem ha. Thì mình sẽ khoảng 3-4 ngày nữa nở bông mình sẽ quay. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Xin chào các bạn.